À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình test cái máy tàu ẩm 37 loại thùng nhựa. Đây là thùng nhựa này. Kế bên là một cái tủ điều khiển. Bên trong này là chứa đựng những cái hộp nguồn, mấy cái thiết bị điều khiển cho máy tẩy siêu âm. Đây là thùng nhựa mình trong này mình gắn 37. Đây cái lượng hơi ẩm ra rất là nhiều. Và đặc biệt đây là nó không có động nước. Cái bẫy này nó ra hơi rất là mịn, nó không động nước. Chỉ mình úp lại một cái này, nó không động nước đó. Những cái bẫy khác thì các bạn chỉ cần úp vô trong vòng 15 giây là nó sẽ động nước vô tay mình rồi. Nhưng cái đặc biệt là cái bẫy này nó không có. Đó, lượng hơi ẩm không có luôn. Cái lượng nước nó không có tích tụ lại, nó chỉ ra cái hơi ẩm thôi. Đó là ở trong này là mình gắn 3 vỉ, mà vỉ của mình hiện tại là cao cấp nhất nha các bạn ha. Ở thị trường chỉ có hai người bán thôi, hai người bán loại vỉ này thôi. Còn mấy cái loại vỉ mà kia thì nó hơi ra cũng mạnh, nhưng cái đều là nó bị tụ nước. Chỉ cần để như vậy thôi là nước nó đóng lại trên tay của mình nè. Ở đây mình để lâu lâu tí thôi, coi có gì động nước không. Đó, nãy giờ nếu mà mấy cái vỉ kia là nhỏ nhỏ nước xuống.